Trong khuôn khổ tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3, người dân và du khách đến thành phố Hồ Chí Minh có thể trải nghiệm môn thể thao dù lượn để có thể bay lượn và ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Bộ môn thể thao dù lượn du nhập vào Việt Nam chưa lâu và xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là loại hình thể thao đơn giản và dễ chơi nhất trong lĩnh vực thể thao hàng không phổ biến trên thế giới. Những yêu cầu của nó đặt ra cho người chơi không quá tốn kém về chi phí cũng như độ khó kỹ thuật. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của môn dù lượn là phi công và du khách phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về an toàn bay. Trong ngày 9 tháng 12, có khoảng 10 dù lượn động cơ được sử dụng phục vụ du khách tham gia trải nghiệm bay. Đội bay này thuộc Liên đoàn Dù lượn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi du khách chỉ cần bỏ ra khoảng 2 triệu đồng là có thể thỏa sức ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao. Theo các du khách, sau khi trải nghiệm, giá mỗi lượt bay so với giá bay ở nước ngoài không cao. Bên cạnh đó, du khách còn được chụp ảnh miễn phí, tặng video khi bay, nên hứa hẹn sẽ thu hút nhiều bạn trẻ tham gia trải nghiệm.